Để mình còn mình lại đi. Tại hạ có việc quan trọng, hôm khác sẽ nói với các hạ. Nếu Trần đà chủ có chuyện quan trọng, tại hạ cũng không tiện giữ lâu. Nhưng mà xin hãy để Bạch Ngọc Bình lại đây. Muốn lấy Ngọc Bình thì tự tới lấy đi. Thật không ngờ Trần đà chủ lại quý nó tới như vậy. Được, vậy thì ta sẽ tự tới lấy về. Ôi! Yeah.
Thí chủ, Trần đại chủ, sư phụ, Trần đại chủ bị thương rồi. Sư phụ, Thiết Bưu à, đóng cửa lại đi. Dạ. Đại sư, bình hoa này hãy giao cho thiên địa hội, giao cho thiên địa hội. Sư phụ à, ngươi ăn một miếng đi. Ta đợi hắn hơn 20 năm rồi, cuối cùng hắn cũng tới. Là ai vậy? Trần đà chủ võ công cái thế, chỉ có hắn mới có thể khiến đà chủ bị thương. Sư phụ à, người đang nói rốt cuộc là ai vậy? Sư bá của con, Tử Lân thượng nhân. Sư bá của con hả? Đúng, hắn vốn mang họ Nghiêm, là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự Đại Từ Đại Sư. Sư phụ truyền Thiếu Lâm thập bát la hán quyền lại cho ta, hắn vô cùng ganh ghét, lên cơn tức giận phản bội sư môn. Vậy những năm qua ông ta sống ở đâu? Ngoài quan ngoại tập trung nghiên cứu công phu tà giáo. Nói như vậy sư bá cũng là tuyệt đỉnh cao thủ sao? Bưu Nhi, con nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được để cho hắn biết con là ai. Nếu như có gặp hắn thì bỏ trốn, tuyệt đối không được vào đâu. Tại sao vậy? Hắn tự lập môn phái, vô cùng hung ác, con không đánh lại được. Người cũng không đánh lại hắn sao? Ai...
đôi mắt này của sư phụ là do hắn hại tàn phế. Tại sao người xuất gia quy ẩn ở Linh Ứng Tự? Ta ở Linh Ứng Tự tu hành hơn 20 năm rồi, ngộ ra được một bộ Thái Cực Loạn Hoàng Quyết. Bồ Nhi, bây giờ con đã trưởng thành rồi, ta truyền lại bộ quyền pháp này cho con. Một là gì? Bảo vệ tính mạng cho con. Hai là không phụ sự gửi gắm của cha mẹ con với ta. Sư phụ, người xuất gia dĩ hòa di thiện, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Bất cứ lúc nào cũng không được nói dối, cũng không được tự phụ. Con có nhớ rõ chưa? Đa tạ sư phụ đã giáo huấn, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Loạn hoàng Phật pháp khó vượt qua, trên dưới tùy hợp hay vô cùng. Bảy kẻ thù vào dòng hỗn loạn, bốn lạng có thể đấu ngàn cân. Di chuyển thủ cước dọc và ngang, thủ trung đảo ngược thành hư không. Muốn biết hoàng trung pháp ở đâu, nếu đánh đúng chỗ sẽ thành công. Đại Hùng Bảo Điện. Địa chấn cao cường, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tu. Bốn triều đại hải, tam hợp Hà Thủy, vạn niên lưu. Địa chấn cao cường, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tu. Môn triều đại hải, tam hợp Hà Thủy, vạn niên lưu. Nơi mà con muốn tới? Kinh thành Bát Phương Trà Trang. Người con muốn gặp? Chưởng quỹ Trà Trang, Dương Cảnh Sơn. Đi đi, ra khỏi cổng núi này rồi, con đừng bao giờ về đây nữa. Sư phụ à, người hãy đi cùng với con đi. Dám trái lời sư phụ sao? Đứng lên. Còn nhớ bí quyết võ công ta đã dạy con không? Còn nhớ. Nói. Thứ nhất là tĩnh tâm thính, thứ hai là hợp thực cương, ý lĩnh khí, khí tùy ý. Chỉ cần có thể tâm thần hợp nhất thì mới đạt được trạng thái nhất quán trên dưới, bên trong bên ngoài. Mau xông vào. Tâm tức thị vận.
Hòa thượng bên trong nghe đây, lệnh cho các ngươi mau giao ra Bạch Ngọc Bình. Nếu các ngươi không giao ra thì ta sẽ đốt ngôi miếu này của các ngươi. Lên. Khoan đã, Bối Lạc Gia, Bạch Ngọc Bình đó hãy để cho Tử Lân thượng nhân này đi lấy đi. Tên mù kia, thật không ngờ là ngươi vẫn không chết mà còn luyện được công phu cao thâm tới như vậy. A Di Đà Phật, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thích Trí à, niệm tình chúng ta là huynh đệ đồng môn, chỉ cần ngươi giao nghịch tặc Trần Cận Nam ra đây, ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Ngươi muốn gặp Trần Cận Nam dễ thôi, hắn trên đường xuống Hoàng Tuyền đợi ngươi đó. Ngươi nói Trần Cận Nam chết rồi sao? Vậy được, đưa Bạch Ngọc Bình ra đây cho ta. Bạch Ngọc Bình đang ở đây, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Tên mù kia, năm đó tha mạng cho ngươi là ta từ bi. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền, coi như ta trượng nghĩa. Thích Trí, nghe nói 20 mấy năm qua ngươi khổ luyện công phu để đối phó với ta. Ngươi nghĩ thế nào? Xuất chiêu đi. Quả nhiên là cao thủ. Bắn tên. Bối Lạc Gia, không thể bắn tên được. Không thể bắn tên. Không thể bắn tên. Dựa vào ngươi, tự xưng bản thân là Tử Lân thượng nhân, ta thấy Tử Lân hạ nhân thì đúng hơn. Bắn tên. Bố Lạc Gia, ngài không thể bắn tên được. Tôi đã đợi hắn 20 mấy năm rồi, vì tôi muốn quyết đấu một trận sống còn với hắn. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia.
Là Thiết Bưu tiểu sư phụ à? À đúng rồi, ta chính là bạn thân của Thích Trí đại sư và Trần đà chủ. Đều là thiên địa hội liên lụy Linh Ứng tự và Thích Trí sư phụ. Tiểu sư phụ có biết tung tích của Trần Cận Nam không? Làm sao tôi có thể tin tưởng ông được? Tôi nghĩ Thích Trí sư phụ có nói cậu biết hàm ý của động tác này rồi. Thích Trí sư phụ nói Trần Tổng Đà Chủ đã được an táng dưới gốc cây Bồ Đề ở Hậu Sơn. Ta nhất định sẽ báo cho Càn Khôn trưởng lão và các huynh đệ của thiên địa hội tới gốc cây Bồ Đề để tế bái. À phải rồi, lão hủ có việc phải làm, phải đi trước một bước. Tiểu sư phụ phải nhớ bảo trọng, sau này chúng ta gặp lại. Bối Lạc Gia tìm được Bạch Ngọc Bình rồi. Nè, làm gì? Ta vô tìm người. Rồi rồi rồi, cái gì nhìn nha. Đặt xong mấy tay ra. Rồi, đây, xíu. Rồi, đặt xong chưa? Rồi, xíu. Bị nha. Xíu rồi, xíu nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Đặt nè. Rồi, mở đi. Rồi, mở đi. Đặt tiếp đây. Không ăn được dáng nào luôn á. Hay quá. Đặt đi, đặt đi. Đặt đi, xíu. Xíu, lần này ta tin là xíu. Rồi, xíu đi. Đặt tiếp đi. Đặt tiếp nè. Địa chấn cao cường, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Rồi, đặt xong thả tay ra nha. Hôm nay là cái ngày kia, không biết. Đặt xong thả tay ra. Ôi trời ơi, đặt đi. Mở đi. Địa chấn cao cường, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Đặt đi. Đặt xong lấy tao lên, đặt xong lấy tao lên. Rồi, đặt đi. Rồi, phui. Đây. Cao Sơn Lưu Thủy, ý trường tại. Địa chấn cao cương, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Đập quăng. Tìm người. Tìm người nào? Tìm người biết địa chấn cao cương, nhất mạch Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Người đâu? Dạ. Kéo tình phá quán này, quăng ra ngoài cho ta. Đi. Ta tới đây tìm người mà. Lớn chuyện rồi. Trời ơi, trời ơi, đánh nhau rồi. Ta tới đây tìm người, tìm được sẽ đi ngay. Ôi trời, đánh ghê. Chưa xem đi. Tớ lỗ đủ màu đây. Nếu còn đi theo ta nữa, ta sẽ không khách sáo đâu. Thiếu Bưu à, không nhận ra ta hả? Là ta, Tiểu Cao nè. À, đại ca, giới thiệu cho huynh, đây là bằng hữu của đệ. Huynh có thể để hắn ở đây giúp đỡ huynh làm kiếm ít tiền không?
mong huynh nhận cho. Huynh dạy được hả? À, vậy thì không phải. Không hiểu quy tắc, biến. Đại ca, là vậy. Bằng hữu của đệ sức khỏe tốt, còn biết võ công nữa, một mình chấp 7-8 người cũng không thành vấn đề. Mình hắn đánh 7-8 tên. À. Giữ mặt với ta. Đại ca, để nó thiệt mà. Thả tay ra ngay. Chẳng sống được, thả ra. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Lùi lại, ta không thả thì sao? Đau, 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 đau. Lấy tiền lại đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đau. Chúng ta đi. Nè, nè. Bắt hắn lại, bắt chúng lại. Đánh chết cho ta. Ê, mọi người bình tĩnh, đi. Đừng đánh, mà, Đi. Tiệm dệt may Cổ Hiên, tạp hóa Dinh Sư. Tiểu Cao ơi, Tiểu Cao, bằng hữu ngươi không phải đánh rất giỏi sao? Ta cũng khiến ngươi nếm được cảm giác bị bẻ tay. Đánh đi, đánh đi. Kiều hắn tới đánh ta đi. Tới đánh ta đi. Hả? Đau đúng không? Đáng đời. Đâu? Hắn ta đâu? Thiệt bộ. Thả người ra. Gan cũng lớn quá ha. Thả hắn ra. Người nói gì? Thả hắn ra. Tao nghe không có rõ. Người mới nói gì? Thả hắn ra. Tao nghe không rõ. Dừng tay. Được lắm tiểu tử, con nghĩa khí lắm, hợp ý ta lắm. Ta không làm khó người nữa. Người đi đi. Thả người ra. Thả người? Thả người đơn giản thôi. Nhưng mà ngươi trong vòng 3 chiêu phải đánh thắng hắn cho ta. Tiểu tử, đánh lén không phải là hảo hán đâu. Lần này không tính. Thả người ra. Thả người? Trong vòng 3 chiêu nếu ngươi đánh thắng hắn ta, ta nhất định thả người. Nhưng mà nếu như thua. Trời.
Đi. Đứng lại. Ta đã thắng rồi mà. Đi thì cũng được thôi, nhưng mà lần này á, người phải đi với ta trước. Đi. Lợi hại thiệt đó. Phải rồi, phải công nhận hắn lợi hại thiệt. Công của hắn lợi hại thiệt chứ. Ông đánh hắn đi. Võ công cao quá. Đúng rồi, võ công hắn lợi hại quá. Đánh là chết luôn á. Dương gia, Tử Lân làm việc thất bại, phụ kỳ vọng của ngài, xin Dương gia thứ tội. Ê, thượng nhân nặng lời rồi. Chuyện đời khó lường mà ha. Người tính không bằng trời tính. Đúng là quá đáng tiếc mà. Ta cứ tưởng hôm đó sẽ được thấy một trận đối đầu quyết liệt. Nhưng mà đáng tiếc, không ngờ được Trần Cận Nam lại chạy thoát dưới tay của đại sư. Dương gia, nếu như Tử Lân vô tài vô đức thì xin cáo từ. Thượng nhân dừng bước. Con ta còn trẻ, nói năng vô phép, hy vọng thượng nhân vuốt mặt nể mũi. Ta biết là thượng nhân là người dân du tứ hải, tuyệt đối không muốn ở lâu tại một nơi nào. Nhưng mà ta có chuyện cực kỳ quan trọng, thật sự muốn nhờ thượng nhân giúp ta xử lý sạch sẽ. Dương gia có lời thì cứ việc nói thẳng. Ngài biết đó, lần này ta với người Đông Doanh đang làm ăn, bên Đông Doanh không lấy được thứ bọn họ cần, vậy nên người này không chịu bỏ qua chuyện đó. Ta đã thông báo các phân đà quyết định mùng 7 tháng sau cùng các huynh đệ sẽ cử hành tang lễ tưởng nhớ Trần Tổng Đà Chủ. Nhờ vào hai vị trưởng lão, tang lễ của Tổng Đà Chủ nhất định phải làm. Nhưng thiên địa hội không thể không có người dẫn dắt. Tổng Đà Chủ bây giờ đã quy tiên, theo ta thấy chúng ta vẫn nên thảo luận một chút. Vị trí Tổng Đà Chủ sẽ do ai lên thay thế? Tang lễ này sẽ do ai đứng ra chủ trì đây hả? Đúng vậy, theo tôi thấy Hát Tứ Gia ở trong thiên địa hội có tư cách nhất, ở trong phân đà cũng là đức cao vọng trọng, cho nên do Hát Tứ Gia đảm nhiệm chức Tổng Đà Chủ là thích hợp nhất. Luận gia giới, hai vị trưởng lão càng khôn song tuyệt, không thua kém Hát Tứ Gia, sao nhất định phải cho Hát Tứ Gia làm Tổng Đà Chủ? Càng khôn song tuyệt, tuổi đã qua 60, theo tôi thấy vẫn là Hát Tứ Gia thích hợp hơn. Tuổi không vấn đề, quan trọng nhất là khiến người ta phục. Ngươi nói như vậy là ngươi không phục Hát Tứ Gia? Ngươi! Mọi người bình tĩnh đi. Xương cốt Tổng Đà Chủ chưa tàn, các ngươi ở đây tranh luận không ngừng, không cảm thấy xấu hổ sao? Ta thấy hai bên đều nói cũng rất có lý, nhưng trong lòng ta đã chọn được một người, cảm thấy là người này khiến mọi người phục, cũng có thể khiến người trong thiên địa hội tâm phục khẩu phục. Lời Càn Trương lão nói không phải là nói mình đó chứ? Lão Tứ, ông đã nghĩ nhiều rồi. Người ta nói là con của Tổng Đà Chủ Trần Gia Đống, giao cho một đứa trẻ chưa dứt sữa đảm nhiệm trọng trách có được không đây? Tổng Đà Chủ giao Trần Gia Đống lại cho cao nhân nuôi dưỡng, bấm ngón tay tính cũng đã 14 tuổi rồi. Nghe nói cậu ấy văn thao võ lược không hề thua kém chúng ta. Cổ nhân nói từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, ta nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất. Thật ra ta cũng không có ý khác. Được, cứ quyết định vậy đi. Mùng 7 tháng sau, ở trong tang lễ của Trần Tổng Đà Chủ cũng là lúc xác lập tân Tổng Đà Chủ. Tốt, bây giờ lập tức phái nhân thủ đi ngàn dặm để đón Trần Gia Đống trở về. Đúng, tốt, được, đúng, tốt, đúng, tốt, đúng, đúng, lắm, đúng, 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 đúng. Bố Lạc Gia, nói bây giờ thiên địa hội đang ở ngoài kinh thành đề cử tân Tổng Đà Chủ và chuẩn bị tổ chức tang lễ tưởng niệm cho Trần Cận Nam. Thời gian địa điểm vẫn đang điều tra. Theo dõi tiếp đi. Dạ. Nghĩa phụ,
Người có gì muốn nói cứ nói đi, hại Nhi hiểu mà. Nhi Mau, phụ thân con đặt tên cho con là Gia Đống, chính là mong con lớn khôn rồi có thể trở thành rừng cột của nước nhà. Bây giờ là lúc thực hiện ý nguyện của phụ thân con rồi. Nhị Mau, từ khi con có thể nhớ, chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà này. Nghĩ phụ nhớ lại cảm thấy vô cùng đau xót, nhưng mà cũng bất đắc dĩ. Thiên tử triều này tay sai rất nhiều, chúng ta không thể không đề phòng. Đa tạ nghĩa phụ yêu thương. Hài Nhi biết được thân thế của mình, Hài Nhi ghi nhớ lời nói của cha. Bắt đầu từ lúc Gia Đống được sinh ra đời, đã được định sẵn chỉ vì chuyện này mà sống, chỉ vì chuyện này mà chết. Luôn luôn khắc cốt ghi tâm bốn chữ báo thù phục quốc, không lúc nào dám quên. Con ngoan lắm, có câu nói của con, nghĩa phụ đã yên tâm rồi. Bây giờ ta nói cho con biết, Trần Tổng Đà Chủ đi rồi. Trọng trách của Thiên Địa Hội sẽ giao lại cho con. Nếu như con lên làm Đà Chủ, nghĩa phụ cũng không muốn phải nói nhiều hơn nữa. Trọng trách của Thiên Địa Hội sẽ do con gánh vác. Bây giờ ta sẽ thu dọn một ít đồ đạc, ngày mai chúng ta cùng nhau vào kinh. Đệ chạy gần hết nửa kinh thành, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Đệ tìm ta làm gì? Đệ muốn mời huynh đi ăn. Ta phải áp tiêu đi rồi, ngày mai mới quay trở về. Vậy ngày mai đệ sẽ tới tìm huynh, coi như là đón gió tẩy trần cho huynh. Huynh thấy sao? Đệ mau quay về đi, ta phải đi đây. Thiết Bưu đại ca, bảo trọng nha. Vậy chuyện Bạch Ngọc Bình điều tra thế nào rồi? Người Nhật lại hối thúc cha sao? Hối thúc ta? A Mã sẽ quan tâm đám người Nhật đó sao? Nhưng mà nếu tấm bản đồ đó rơi vào tay người khác thì vậy coi như nước cờ chết rồi còn gì. A Mã, mùng 7 tháng sau, Thiên Địa Hội chuẩn bị ở ngoài kinh thành tổ chức tang lễ tưởng nhớ cho Trần Cận Nam đó. Con muốn nhân cơ hội ra tay, không những đoạt lại được Bạch Ngọc Bình, còn có thể diệt được Thiên Địa Hội nữa. Tin này có chính xác không? Chắc chắn chính xác.
chắc chắn. Nếu như con lấy được Bạch Ngọc Bình về, tiêu diệt Thiên Địa Hội, con muốn cái gì A Mã cũng đều cho con hết. A Mã nói thật không? Ê, nói. Vậy vậy con muốn làm hoàng thượng. Không được nói bậy. Dạ Mã, vậy người gom quân phí không phải muốn làm hoàng thượng hay sao chứ? Con im đi. Dù có nghĩ như vậy, con cũng không được nói ra miệng đâu. À, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Dừng xe. À, tiểu sư phụ. Lão bá, là người sao? Tiểu sư phụ à, người đang muốn vào kinh thành hả? À, xe ngựa vẫn còn trống chỗ, hay là đưa người một đoạn nha. Ha, không cần đâu, chúng tôi cũng sắp tới nơi rồi, không làm phiền tiểu sư phụ nữa ha. Đi. Nghĩa phụ, người hồi lúc nãy là ai vậy? À, đó là vị tiểu sư phụ ở Linh Ứng Tự. Ồ. Thiếu Bưu đại ca, Thiệu Dương ở đây lấy trà thay rượu, kính huynh một chung, sau đó kết bái thành huynh đệ, từ nay về sau có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Một tiểu công tử như đệ mới có mấy tuổi mà học đòi người ta phiêu bạc giang hồ rồi. Tiểu công tử thì có làm sao đâu, mấy tuổi thì làm sao. Huynh không nghe trong thuyết thư nói là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên sao? Còn nữa nè, từ nhỏ đệ đã kính phục anh hùng hào kiệt trong giang hồ, với lại người của Thiên Địa Hội. Nè, Thiết Bưu, làm gì vậy? Thiết Bưu, thả đệ ra đi. Thiết Bưu, làm gì vậy? Buông ra. Thiết Bưu, Thiết Bưu làm cái gì vậy? Đại thiếu gia, ở kinh thành tuyệt đối không được mở miệng nhắc tới Thiên Địa Hội, sẽ bị rơi đầu đó. Cha đệ là hình bộ mà, ai dám chém đầu đệ chứ? Được, đầu của đệ có cha của đệ bảo vệ, nhưng mà cái đầu của ta vẫn còn muốn ở trên người mấy năm nữa. Sau này đệ đừng có tới làm phiền ta nữa đó. Nè đệ, nè huynh. Được, coi như ta đã nhìn lầm người. Thiết Bưu huynh là tên nhát gan. Thiệu Dương, đã tới giờ về rồi. Trời ơi, sao ở đâu cũng có tỷ hết vậy, có thấy phiền lắm không? Lúc nãy đệ ở trong quán rượu nói gì với Quỳnh ấy? Chuyện của đàn ông không cần tỷ lo. Không cần tỷ lo, vậy được. Ây, thật sự không hiểu nổi, cái gì cũng không hiểu còn học người ta kết bái, nực cười. Hả? Tỷ biết hết rồi hả? Trời ơi, nương tử tốt, đệ cầu xin tỷ, tỷ hãy nói cho đệ biết đi. Tối nay đệ bóp chân cho tỷ được không? Coi như đệ giỏi. Là như vậy, nếu đệ muốn kết bái với người ta thì phải ở trước mặt quan công đốt nhang thề thì mới được đó. Hai người ở trong quán rượu có khác gì bạn nhậu với nhau đâu. Ồ, hèn gì Thiết Bưu đại ca không chịu kết bái, thì ra là như vậy. Thiệu Dương, Thiết Bưu là người như thế nào đệ vốn vẫn còn chưa hiểu rõ, vậy mà lại tùy tiện kết bái với người ta,
Nói không chừng sau này đệ sẽ gặp rắc rối lớn đó. Trời ơi, tỷ đừng có ở trên phố lôi kéo như vậy. Đệ, nam nữ thọ thọ bất thân đó. Hơn nữa, tỷ, sao tỷ lại không nhận ra Thiết Bưu đại ca không giống như tên khốn Tiểu Cao đó đâu mà. Thiệu Dương, nếu như đệ không nghe lời của tỷ, tỷ đành phải nói cho cha biết đó. Thôi mà, tỷ đừng có làm như vậy, đừng có lôi thôi nữa mà. Đâu phải đệ không nghe lời tỷ đâu. Vậy có nghĩa đệ đồng ý rồi. Đệ, Tú Vân, sao tỷ không chịu tin lời đệ nói vậy? Thiết Bưu đại ca chắc chắn là một chính nhân quân tử đó. Tóm lại, người bằng hữu này đệ phải kết giao. Thiệu Dương, nếu như đệ cứng đầu không chịu nghe lời, lát nữa tỷ sẽ nói với cha. Nếu như cha đồng ý, tỷ không xen vào nữa. Đệ, đừng mà. Vậy đệ phải hứa với tỷ, sau này không qua lại với Thiết Bưu nữa. Đệ, được thôi, nhưng đệ có một điều kiện, tỷ phải cõng đệ về nhà. Nam nữ vốn thụ thụ bất thân mà, ở trên đường phố mà tỷ cõng đệ như vậy không hay đâu. Hay là theo cách cũ đi. Được thôi, cứ theo cách cũ. Tỷ nhắm mắt đếm 1, 2, 3. Được, vậy tỷ chuẩn bị đếm nha. 1, 2, 3. Ha ha, đã trúng chiêu rồi nha. Đi. Đã đủ chưa? Không thể lấy thêm nữa. Lấy nữa sư phụ sẽ phát hiện đó. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Ai đó? Nè, đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, buổi tối những chuyện như mở cửa, muội là nữ tử không được xen vào. Vậy quên đi đi. Ê, hai người. Bạch Hạc lĩnh ban chủ có nhà không? Ban chủ bên trong, xin mời vào. Sư phụ, có một ông lão dẫn theo đứa bé tới tìm người. Ôi cha. Tiên sinh, đi đường vất vả rồi. Nhị Mao, bái kiến Bạch ban chủ đi. Gia Đống bái kiến Bạch ban chủ. Ở trên đường đi, miệng khô lưỡi khô, có thể vào trong nhà uống ly trà không? Tiên sinh, mời vào trong. Thiếu đà chủ anh tuấn phong độ, vững vàng điềm tĩnh, khí phách rất phi phàm. Ở đây rất nhiều trẻ con, Nhị Mao ở đây người khác không chú ý. Ông xem tôi với Nhị Mao có thể ở đây tới mùng 7 hay không? Tiên sinh, hạt lĩnh thì sao cũng được, miễn là người và thiếu đà chủ không chê, muốn ở tới khi nào cũng được mà. Ta nói huynh cũng giỏi lắm đó, tay nải lớn như vậy cũng để gia gia của huynh đeo. Ê, đang nói chuyện với huynh đó, ông ấy là nghĩa phụ của ta. Hả?
Hả? Trời đã khuya như vậy rồi, hai người mau vào phòng ngủ đi. Để lỡ một hồi hai người té xỉu, mọi người tìm thầy và chữa cho hai người đó. Thằng bé Nhị Mau đó từ nhỏ sống một mình với lão Hủ, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, tính cách có hơi cô độc quái gì. Để cho nó chơi với mấy đứa trẻ ở đây có lẽ sẽ tốt hơn chút rồi. Đúng vậy. Chuyện của tổng đà chủ nó đã biết rồi chưa? Trước khi ra ngoài nó đã biết mọi chuyện rồi. Trần tổng đà chủ và các vị huynh đệ của phân đà hy sinh, có mấy đứa trẻ trong ganh hát của tôi đều trở thành trẻ mồ côi. Tôi đã đưa chúng ngược xuôi từ lúc chúng còn nhỏ, luyện công võ học chính là mong có một ngày chúng được trở về với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ thật... Đúng vậy, thế sự khó đoán mà. Trước lúc tới đây, Càn Khôn trưởng lão nói chúng ta mùng 7 tháng này dẫn theo đám trẻ tới Thủy Quan Trường Thành truy điệu. Truy điệu là chuyện phải làm, nhưng tôi phải nói sao với bọn trẻ ở đây? Nhưng dù sao bọn chúng tuổi còn rất nhỏ. Ta thấy đối với chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, lấy đại cục làm trọng. Tiên sinh à, nên làm thế nào tôi đã biết rồi, nhưng tôi không thể nào mở miệng được. Ta có thể hiểu được cảm nhận của ông. Đúng là bọn trẻ còn nhỏ quá. Như vậy đi, hay là tìm cơ hội để lão Hủ nói chuyện với bọn trẻ. Đi thôi. Phải đó, mày dọn dẹp đi. Buồn ngủ quá. Đi rồi. Thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mệt quá. Đi thôi, đi thôi. Mau lên, tao mệt quá. Đinh Tiểu, Đinh Tiểu. Dạ. Qua đây. Sư phụ. Sư phụ, Diêm Quẹt đâu? Hả? Hả cái gì mà hả?
Đứng im. Đây là cái gì? Hả? Con muốn bị phạt sao? Đi. Không tới nỗi nào, chỉ là mấy que diêm thôi mà, cũng không đáng ngại. Trời ơi, tiên sinh không biết thôi. Nó lấy que diêm không phải để chơi đâu, nó lấy để làm thuốc nổ đó. Đó là chuyện tốt mà, nói không chừng vẫn có thể làm được chuyện gì đó. Bởi vậy cho nên bình thường tôi đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, có lúc là nó mấy câu để nhắc nhở nó, để cho nó cẩn thận. Bạch ban chủ, làm khó ông rồi. Nuôi đám trẻ này, có những đứa trẻ là cốt nhục của thiên địa hội chúng ta. Sao ngài lại nói vậy? Ngài cũng âm thầm nuôi dưỡng tổng đà chủ thiên địa hội đời thứ hai. Một câu công lao cái thế cũng không đủ diễn tả. So sánh với ngài, làm chút chuyện nhỏ này có là gì đâu. Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của ta chính là trước lúc đà chủ qua đời, không kịp đưa nhị mau đi gặp phụ thân của nó. Nên chuyện ta nhất định phải làm. Ta còn thiếu chủ còn. Ta mất, thiếu chủ mất. Tiên sinh, vãn bối hiểu rồi. Hạt lĩnh nhất định noi gương tiền bối. Hạt lĩnh còn, trẻ mồ côi thiên địa hội còn. Hạt lĩnh mất, trẻ mồ côi thiên địa hội còn. Tiên sinh, nhánh cây đó hơi nhỏ rồi, lần sau đổi nhánh lớn hơn một chút đi. Nè, Quynh còn ở ngoài này làm gì? Muốn ta đưa Quynh vào trong không? Trong đó đều là bạn bè của ta hết. Ta biết, những người này giúp đệ đến thắng ta. Trời ơi, nam nhân lớn vậy rồi mà còn nhớ thù sao? Đúng là quá nhỏ mọn rồi. Quynh tới chỗ này không phải đánh nhau chứ? Đánh nhau? Ta tới để tìm đệ đó. Nhìn Quynh xấu xí thiệt đó. Cái gì? Không có gì. Đi thôi. Ngồi hoài mệt lắm. Ra vận động đi. Ngồi trên chân nghĩa phụ huynh đi. Ê, ra vận động đi. Ngồi hoài mệt lắm. Ngồi trên chân nghĩa phụ huynh đi. Sợ của thiếu đà chủ mênh mông cao xa, tự nhiên thâm sâu. Tuổi vẫn còn trẻ mà đạt được cảnh giới như vậy, thành tựu sau này cũng không thể đoán được. Nghĩa phụ, hài nhi biết lỗi rồi. Mau đứng lên đi. Đứng lên. Thiếu bộ đại ca, ngày hôm nay chúng ta ở trước mặt quan lão gia khấu đầu kết bái, Quynh thấy sao? Ê, sao nhà đệ không tu sửa một chút vậy? Hả? Tu sửa một chút? Chỗ này ngoài nương tử ta tới đây đốt nhang cúng bái, không có ai tới. Vậy có đồ nghề không? Đồ nghề? Quynh cần đồ nghề làm gì?
Quỳnh biết sửa chữa hả? Chỉ cần có đồ nghề là được. Được được, để ta đi tìm nha. Không được đụng. Ta nói cho người biết, đừng đeo bám Thiệu Dương nữa. Ta không đeo bám để ý, là để ý... Mặc kệ là ai đeo bám ai. Tóm lại, mời ngươi lập tức rời khỏi đây. Mau ra đi, nín thở dưới nước rất khó chịu. Thỉnh an Bối Lạc Gia. Với bộ dạng như vậy mà thỉnh an cái gì? Cung bổ tiên sinh có chuyện muốn thương lượng với ngài. Thương lượng thôi mà, cần gì bắt ngươi phải giả làm tôm làm cá chứ. Xin Bối Lạc Gia cho biết thời gian và địa điểm gặp cung bổ tiên sinh để thương lượng. Ở đây, ngay bây giờ. Ê, Tiết Bưu, đứng lại, không được đi. Tỷ làm cái gì vậy? Tỷ đã nói là không được đi thì không được đi. Không cần tỷ quản đệ. Tại sao đệ lại không nghe lời như vậy hả? Thiệu Dương. Cá nướng ngon quá. Có gì mau nói đi. Theo tin tức tin cậy chúng tôi có được, mấy ngày nay Thiên Địa Hội sẽ có một cuộc tụ họp lớn. Lúc nào ở đâu? Hiện giờ vẫn chưa rõ, chỉ biết được tàn dư ở khắp nơi đã tới kinh thành để tụ họp rồi. Vậy thì sao chứ? Bạch Ngọc Bình và tấm bản đồ bây giờ đang ở trong tay của người của Thiên Địa Hội. Nhưng đại hội lần này không những phải đoạt lại tấm bản đồ, hơn nữa ngài cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của Thiên Địa Hội. Nếu vậy ông đi cướp đi. Nào dám. Chuyện này phải nương nhờ vào quyền thế của Bối Lạc Gia. Vậy còn nói nhảm làm gì chứ? Con làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho đệ ấy. Không cho đệ ấy qua lại với Thiết Bưu vì con sợ đệ ấy gặp nguy hiểm. Nhưng mà Thiệu Dương... Thằng bé Thiệu Dương đó từ nhỏ không có mẹ, trước giờ đều do Bảo Bối Nhị Lão chăm sóc cho nó. Đúng là nuông chiều quá mức cũng có hơi quá đáng. Nhưng mà từ sau khi con vào phủ của ta, thằng bé Thiệu Dương đó đã ngoan hơn rất nhiều. Cũng may là có con, có cách dạy dỗ nó. Lần này nó gây với con như vậy, chắc chắn là nó không hiểu ý của con. Ha, cha đây sẽ thay mặt con đi dạy dỗ nó. Cha. Thiệu Dương tuổi còn rất nhỏ, còn rất nhiều chuyện vẫn không hiểu. Cha hỏi thử đệ ấy giùm con thôi. Nhưng mà tuyệt đối đừng đánh đệ ấy. Con thật tốt bụng. Con tốt với Thiệu Dương như vậy cũng coi như có ơn với Thiệu gia ta. Cha tuyệt đối đừng nói như vậy. Nhà họ Thiệu có ơn với con. Được rồi, con đừng nói nữa. Ăn cơm trước đi. Giờ ta đi hỏi Thiệu Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ha. Cha. Vậy cha đừng... Con cứ yên tâm, ta sẽ không đánh nó đâu. Ừ.
Ây da. Có chuyện gì vậy con? Có nhiều món ngon như vậy đều nhường cho Tú Vân hết à? Lúc nào cha cũng Tú Vân hết, không bao giờ cha nói giúp cho con. Cha tới để giúp con đây. Nói đi, sao con lại tức giận? Cha, hôm nay cha sao lại tốt như vậy, nói giúp cho con. Con khờ quá. Cha, dĩ nhiên là phải nói giúp cho con rồi. Con có cần cha đánh nương tử của con một trận không? Con muốn không? Không không, cha đừng đánh. Cha la tỷ ấy vài câu là được rồi. Nhưng mà đừng có để cho tỷ ấy khóc. Tại cha không có biết thôi. Nếu như để cho nữ nhân khóc như vậy rất là phiền phức. Vậy được. Nói cho cha biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm bữa cái tên cao cao đó bắt cóc con vốn không phải là muốn đùa giỡn với con. Sau đó biết con là con trai của cha, còn bỏ con vào trong rương khóa lại. Thiết Bưu đại ca vốn không có biết ở trong rương có chứa người, là con đá cái rương đó rất mạnh huynh ấy mới biết. Rồi sau đó cũng Thiết Bưu đại ca đã cứu con. Thiết Bưu đại ca cũng là một anh hùng hảo hán thật sự. Ồ, anh hùng hảo hán à? Với lại huynh ấy còn bảo vệ con, không để con bị Tú Vân đánh. Bảo vệ con không bị Tú Vân đánh chính là hảo hán à? Cho nên con muốn kết bái với cậu ta sao? Đáng tiếc là Thiết Bưu đại ca không chịu. Sau đó thì sao? Sau đó thì Thiết Bưu nói muốn giúp Tú Vân sửa từ đường, nhưng mà Tú Vân thì nhất quyết không chịu nhận ân tình. Tỷ ấy còn đuổi Thiết Bưu đi. Điều đáng tức giận nhất chính là tỷ ấy còn ở trước mặt Thiết Bưu đánh con, nhéo lỗ tai của con nữa. Cha, cha hãy nói với Tú Vân giùm con, nói tỷ ấy đừng có đánh con nữa. Con là phu quân của tỷ ấy là nương tử của con. Tỷ ấy cứ đánh con như vậy còn ra thể thống gì nữa? Với lại con đã là nam tử hán đại trượng phu rồi, con đã trưởng thành rồi mà. Tỷ ấy không nên đánh con nữa. Được, nam tử hán đại trượng phu. Vậy con nói cho cha biết, con sợ Tú Vân không? Con, lúc tỷ ấy thật sự tức giận thì sợ. Cha, cha không giúp cho con, cha còn cười con nữa. Thôi được rồi. Cha giúp con, cha sẽ giúp con ha. Vậy bữa khác con mời người tên Thiết Bưu tới nhà của chúng ta để cha gặp mặt cậu ấy, coi có phải tốt như lời con nói hay không. Cha, cha là tốt nhất, cha tốt hơn Tú Vân rất nhiều lần. Cha. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đi, chúng ta đi ăn cơm. Cha, cha cõng con đi. Nam tử hán gì mà còn bắt cha cõng vậy? Thôi, được rồi. Chỉ lần này thôi nha. Ha, được, đi thôi, ăn cơm nào.
Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Tiên sinh, sao rồi? Nào lại đây, lấy tri điệu của Trần đà chủ không có thay đổi, thời gian và địa điểm vẫn như cũ. Chắc là Bạch bang chủ đã gặp nhiều rắc rối lắm. Tôi đụng độ một tên bịt mặt, dựa theo chiêu thức và cách cải trang của hắn rất giống người Nhật Bản. Nhưng mà lạ một chỗ là lần này cũng giống như lần trước, cũng có người âm thầm giúp tôi. Hả? Người đó là ai? Tôi không biết nữa. Tiên sinh, xem ra ngài và thiếu đà chủ phải rời khỏi đây rồi. Nè, thiếu bộ đại ca, thiếu bộ đại ca. Đệ còn dám tới tìm ta hả? Coi chừng nương tử của đệ lại chửi đệ đó. Hả? Không sao, lần này tỷ ấy không dám nữa đâu. Hôm nay cha của đệ kêu đệ mời huynh tới nhà làm khách. Cha đệ tìm ta? Đúng vậy, đi thôi thiếu bộ đại ca. Ê, tại sao tự nhiên cha đệ lại muốn gặp ta chứ? Ta không đi. Trời ơi, thiếu bưu đại ca, đệ đã kể chuyện của huynh với cha của đệ rồi. Đệ đã kêu cha đệ mời huynh đến sửa Phật đường, cha đệ đã đồng ý rồi. Đệ năn nỉ huynh đó, thiếu bưu đại ca. Mắc công cha đệ lại la đệ làm việc tắc trách. Chúng ta mau đi thôi. Đi thôi thiếu bưu đại ca. Tiên sinh, tôi tiếp đãi không chu đáo, xin ngài bỏ qua cho. Không có đâu Bạch bang chủ. Vậy chúng tôi đi trước đây. Tiên sinh, lên đường bình an. Bạch bang chủ, tráng bảo trọng. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Các vị, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Xin mời. Cha đệ tới rồi. Cha. Thiệu đại nhân, mời ngồi. Cậu là Thiết Bưu sao? Đúng vậy. Cậu là người ở đâu? Cậu tới kinh thành làm gì? Từ nhỏ tôi đã sống ở Linh Ứng Tự rồi. Tôi tới kinh thành để tìm một người bạn. Linh Ứng Tự. Sư phụ của cậu tên là gì? Pháp danh của sư phụ tôi là Thích Trí. Cậu là đệ tử của Thích Trí sư phụ. Cậu là người xuất gia. Thiết Bưu là đệ tử tục gia. Vậy là cậu chính là truyền nhân của Thích Trí sư phụ, cho nên cậu biết sửa tượng Phật. Thiệu đại nhân biết sư phụ của tôi sao? Dương Nhi, con kêu Tú Dân quét dọn biệt viện để Thiết Bưu nghỉ ngơi. Dạ. Đa tạ Thiệu đại nhân. Ê Thiết Bưu à, ở kinh thành cậu phải chú ý, đừng nhắc tới chuyện Linh Ứng Tự và Thích Trí sư phụ với bất kỳ ai. Cậu hiểu chưa? Tôi biết rồi. Đi đi.
Đúng là súc sinh mà, không biết phép tắc. Dám nói ta là thích khách sao? Muốn chết hả? Có thích khách. Có thích khách. Cầm miệng đi. Như tử xin thỉnh an A Mã. Có thích khách. Đi. Có thích khách. Thích khách sao? Ta giống thích khách lắm sao? Hả? Có thích khách. Có thích khách. Đồ súc sinh không biết phép tắc. Mới lên kinh thành đúng không? Nghe, con đã kêu Nhật Nguyệt, La Sát và Tử Lân Thượng Nhân tới Giang Nam rồi à? Bẩm A Mã, đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Nhi tử đã sắp xếp cho họ tới Thủy Quan Trường Thành rồi. Lễ truy điệu làm ở Thủy Quan Trường Thành vào mùng 7. Là ngày mai. Im lặng đi. Người Nhật Bản biết không? Bẩm A Mã, chính là bọn họ báo cho con biết. Đúng là đám người nhiều chuyện mà. Ý của A Mã chính là con dắt người tới đó góp vui đi. A Mã sẽ biết. Không có Tử Lân Thượng Nhân con vẫn làm được. Thiết Bưu, Thiết Bưu, huynh ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Sao vậy? Ngồi đi. Thiết Bưu, ở Linh Ứng Tự có vui không? Không biết là sư phụ của huynh có đánh huynh không? Cha đệ không cho đệ hỏi, thì đệ đừng có hỏi. Khoan đã, tại sao cha đệ không cho hỏi? Đệ đúng là nhiều chuyện mà. Cha đệ không có cho hỏi, thì đệ đừng có hỏi nữa, hiểu chưa? Trời ơi, đệ chỉ tò mò một chút xíu thôi mà. Đệ muốn biết cái gì đây? Là muốn tập viết chữ hay là tập chân cẳng hả? Thiết Bưu à, lát nữa đệ viết chữ xong thì đệ tới chơi với huynh. Tiểu súc sinh, bây giờ ta có việc cần phải làm rồi. Người bay đi đi. Người nhiều chuyện như vậy, sớm muộn gì A Mã cũng bẻ cổ người thôi. Các con à, có sủi cảo rồi nè. Nè, đây, ăn đi. Cái này làm gì vậy? Chẳng ra thể thống gì. Không sao, hôm nay ta làm rất nhiều sủi cảo, thịt heo. Ăn thoải mái đi, ăn đi. Đã tại sư phụ, ăn đi. Đã tại sư phụ, ăn đi. Ngon quá, đó chứ. Nóng quá, nóng quá. Sủi cảo nóng hổi đây. Nào, ăn đi. Thiên Hồng, gấp sủi cảo cho sư phụ đi. Sư phụ. Đại ca, huynh chưa từng gặp cha mẹ huynh thật hả?
Trong trí nhớ của ta và sư phụ vẫn luôn ở trong chùa. Ờ, có phải là ngày nào huynh cũng gõ mõ tụng kinh giống như thầy chùa hay không? Ta còn tập võ và sửa tượng Phật nữa. Ờ, tập võ? Hả? Tập võ? Có phải là sư phụ của huynh rất lợi hại không? Huynh sao vậy? Huynh nhớ sư phụ huynh hả? Ta đã nói với đệ, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa rồi mà. Ờ, không nhắc tới sư phụ huynh nữa. Nè, thiếu bưu đại ca, năm nay huynh bao nhiêu tuổi? Ta thấy đệ nên trở về phòng thì hơn. Mắc công lát nữa nương tử của đệ lại tới kiếm chuyện với ta đó. Ai muốn kiếm chuyện với huynh hả? Thiệu Dương, mau ra đây, tới giờ đi ngủ rồi. Chờ một chút, bây giờ đệ không tiện ra ngoài, lát nữa đệ ra. Không tiện sao? Đợi khi đệ ra chắc trời sáng rồi, đi về. Đi khỏi cổng đệ tự đi. Ai thèm cổng đệ, tự mang giày đi. Đệ biết rồi. Tỷ về trước đi. Đi mau lên. Đi. Các con à, tối nay sư phụ dắt các con tới một nơi. Các con biết các con phải làm gì không? Dạ biết. Dạ biết rồi. Các con đi theo sư phụ bao nhiêu năm? Các con biết sư phụ ghét nhất và coi thường nhất là cái gì không? Sư phụ ghét nhất, coi thường nhất chính là khóc. Đúng. Sư phụ ghét nhất là nhìn thấy các con khóc. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử không khóc. Sư phụ, người đừng khóc. Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, chuyện cha mẹ bọn con gặp nạn chung với tổng đài chủ, bọn con đều đã biết hết, là nhị mau nói với bọn con. Sư phụ, người yên tâm đi, chúng đệ tử sẽ không sao đâu. Nhị mau từng nói, tụi con sinh ra đã không giống với người khác. Tụi con biết xương của tụi con có khắc chữ. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đệ tử đều biết. Đệ tử hiểu rõ. Sư phụ, người nuôi nấng bọn con từ nhỏ, cha mẹ của bọn con đều đã mất, nhưng bọn con vẫn còn sư phụ. Sư phụ là cha của bọn con, mẹ của bọn con. Chỉ cần có sư phụ, đệ tử không sợ cái gì hết. Chỉ cần có sư phụ, đệ tử không sợ cái gì hết. Chỉ cần có sư phụ, đệ tử không sợ cái gì hết. Đến đi, đến đi. Đến đi. Đến đi, ngoan. Đến đi, ngoan. Sư phụ còn, các đệ tử còn. Sư phụ chết, các đệ tử vẫn sống. Sư phụ còn, các đệ tử còn. Sư phụ chết, các đệ tử vẫn sống. Sư phụ còn, các đệ tử còn. Sư phụ chết, các đệ tử vẫn sống. Sư phụ còn, các đệ tử còn. Sư phụ chết, các đệ tử vẫn sống.
Sư phụ. Mở cửa đi. Nè, Thiết Bưu, đệ là Thiệu Dương. Huynh mở cửa đi. Thiết Bưu đại ca. Trời ơi, đệ tính hù đệ chết hay sao? Đệ la lớn như vậy là muốn kêu cha tới đây hay sao hả? Đi về. Địa chấn cao cương. Nhất mạch khê sơn thiên cổ tu. Môn triều đại hải. Tam hợp hà thủy dạng niên lưu. Các vị anh hùng hảo hán, hôm nay thiên địa hội đứng dưới chân trường thành tế bái vong hồn của Trần Tổng Đà Chủ cùng 12 vị anh hùng tráng sĩ và xác lập người thừa kế của Tổng Đà Chủ. Tân Tổng Đà Chủ là con trai của cố Đà Chủ Trần Cận Nam, Trần Gia Đông. Các vị anh hùng, các vị hảo hán, vì để kế thừa ý nguyện của tiên phụ, bây giờ ta sẽ gánh vác chức vị Tổng Đà Chủ. Chấn hưng thiên địa hội là trách nhiệm không thể chối bỏ của Trần Gia Đông ta. Một tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch, có bản lĩnh gì mà gánh vác trách nhiệm trọng đại này đây? Ai vừa mới lên tiếng đó? Nếu như có gan thì bước ra đây. Ta làm người quang minh chính đại, ta cảm thấy không phục khi các người để tên tiểu tử này gánh vác chức Tổng Đà Chủ như vậy. Ngươi, tuy là Gia Đống vẫn còn nhỏ, nhưng mà có các vị thúc bá giúp đỡ hết mình, chấn hưng thiên địa hội là việc trong lòng bàn tay. Dựa vào ngươi, vậy thì ta xin cứu đây. Không ổn, có biến rồi. Mạch Ban Chủ không dắt bọn nhỏ rút lui trước đi. Các con, rút lui, nhanh lên, đi bên này. Các vị huynh đệ, đi đi con. Đã có biến, xin mọi người mau chóng rút lui, xin hãy bảo trọng. Mau lên, rút đi. Đại Ban Chủ, bên kia cũng có quân thanh. Đi mau, mau lên, mau chạy đi. Nhanh lên, mau rút đi, mau rút vào rừng, mọi người chia ra chạy, mau lên.
Chạy mau, chạy mau. Bảo lên, bảo lên. Sống lên. Bảo lên, bảo lên. Chạy đi, chạy đi. Bảo lên, bảo lên. Đi lên. Hẹn ngày tới, hẹn ngày tới ngộ, hẹn ngày tới ngộ. Bảo trọng, bảo trọng. A Di Đà Phật. Hey!
chạy mau. Dì Mau đâu? Dì Mau. Hả? Bạch Băng Chủ. Bạch Băng Chủ bị thương rồi. Dì Mau, con có sao không? Con không sao. Các con có bị thương không? Dạ không. Dạ không sao. Con bị thương rồi. Chúng ta mau chạy đi. Đi thôi. Đi thôi. Sư phụ. Đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Tiên sinh. Tiểu sư phụ. Các người chạy trước đi. Tôi sẽ yểm hộ. Tiểu sư phụ. Lần nào gặp Huy cũng được tiểu sư phụ giúp đỡ. Bạch Hạc Lĩnh xin đa tạ cậu. Nhờ cậu đưa tiên sinh và bọn nhỏ đi trước, tôi yểm trợ cậu. Tiền bối à, đừng nói nhiều nữa, mọi người mau chạy đi, tôi yểm trợ cho. Được rồi, tôi... được rồi, đừng giành nhau nữa. Tiểu sư phụ, cậu dắt theo Nhị Mao Thiên Hồng và Đỗ Lão Đại. Anh em Đinh Gia thì chăm sóc cho Bạch Bàn Chủ. Chúng ta chia thành nhiều đường để mà rút lui. Nếu ngươi tìm được bản đồ biển của Đại Thanh thì mau đưa nó cho ta, ta sẽ thả người ra. Chỉ cần người thả ta ra, ta sẽ giết người đầu tiên. Hòa thượng chân ngắn à? Ngươi đúng là thứ tâm địa độc ác mà. Chuyện này không liên quan tới ngươi. A Di Đà Phật, ngươi cứ bắt hắn đi đi. Thiệu phủ. Tiết Bưu, đệ thật lòng coi huynh là bạn, nhưng huynh không có nghĩa khí một chút nào. Huynh đừng có mà đánh trống lảng. Đệ biết tối hôm qua huynh không có ở đây. Đệ muốn nói gì thì vào nhà rồi nói. Vào nhà rồi nói. Đệ. Ý, Đỗ Lão Đại, Thiên Hồng, mau ra ngoài đi. Thiên Hồng ra ngoài đi. Người trong giỏ khó chịu lắm hả? Có sao không Thiên Hồng? Nhị Mao. Ê, Thiên Hồng, ta không biết người này là ai. Cậu ta là người mới tới gánh hát hả? Ừ, huynh ấy mới tới. Ta tên Nhị Mao. Ta tên Thiệu Dương. Chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp. Xin mời. Xin mời. Nè, để không nói chuyện này với nương tử của đệ đó chứ. Coi chừng lại rắc rối đó nha. À đúng rồi, đệ sẽ đi ngay. Vậy huynh đưa họ vào nghỉ ngơi đi, để đi bàn bạc với nương tử. Ừ, đi đi. Nào, vào nhà đi. Đi.
nào vậy? Tại sao đệ lại không nhìn thấy huynh? Binh lính sắp tới đây rồi, chúng ta hãy đưa sư phụ đệ tới nơi an toàn trước cái đã. Đi thôi. Đi. Đây là Thiết Bưu ca. Đây là sư phụ của đệ. Ê, đừng nói chuyện nữa. Ê, Tiểu Đinh à, lát nữa trên đường đi, dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng phải theo sát ta, đã rõ chưa? Ừ. Đi thôi. Cẩn thận nha sư phụ. Thiết Bưu ca cẩn thận. Bưu đại ca, huynh bị sao vậy? Huynh không sao. À, đúng rồi, Thiết Bưu đại ca, bây giờ tình trạng Bạch Bang chủ thế nào rồi? Bạch Bang chủ đã về chỗ gánh hát trị thương. Thiên Hồng và Đỗ lão đại đang chăm sóc cho ông ấy, nhưng vết thương của ông ấy rất nặng. Bây giờ ta cũng không nghĩ được cách gì nữa. Đúng vậy, bây giờ Bạch Bang chủ rất cần một chỗ nghỉ an toàn để chữa trị vết thương. Đúng vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có chỗ này là nơi tốt nhất. Nhưng mà ta vẫn còn chưa nghĩ ra biện pháp để Thiệu Dương đi thuyết phục gia của đệ ấy. Hay là để ta đi nói chuyện với Thiệu Dương nha. Không cần đâu, ta thấy để ta nói thì vẫn tốt hơn. Nghe nhị mau nói
Bên ngoài cửa thiệu phủ có tay sai của triều đình à? Đúng vậy. Trừ hai con chó ngoài cửa, ở trong thiện phủ còn có thêm hai tên nữa. Một tên là bà bếp, một tên là quản gia. Thiệu Dương nói với ông hả? Ừ. Nhất định là Thiệu Dương chưa nói với ông. Võ công của đôi lão nguyên ương đó rất là thâm hậu. Ta biết rồi. Hai người bọn họ đều là tiền bối của Thiên Địa Hội. Hả? Tiền bối hả? Phải. Bởi vì họ đã vi phạm quy tắc của Thiên Địa Hội nên bị khai trừ khỏi hội. Bọn họ nhận ra ông và thiếu đại chủ không? Không nhận ra. Ê nè, mà đứng trước cửa phòng người ta làm cái gì vậy? Ơi, còn múa như vậy nữa là sao? Là ý gì? À, là ý gì vậy? Tôi bị mộng du. Tôi mộng du. Không, là bãi mộng du. Sư phụ, con nhát gan quá. Đỗ lão đại, Đinh đại, cha, để sư phụ nhìn tụi con cho rõ. Sắp nhớ sư phụ muốn chết rồi phải không? Tụi con cũng nhớ sư phụ. Khi mà sư phụ không có mặt, tụi con không bị uất ức gì chứ? Không có, chỉ bị bối lạc phái người. Lúc nãy con nói cái gì? Bị cái gì hả? Không có gì. Không. Dạ không, không có gì. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là như vậy bạch ban chủ. Đều là tại vì ta liên lụy các đồ đệ của ông. Ê, thiếu đà chủ, cậu đừng bao giờ nói vậy. Bảo vệ cho cậu là nghĩa vụ của tất cả chúng tôi. Đa tạ bạch ban chủ. Ê, không dám nhận. Mấy người làm gì vậy? Mau đi ăn bánh bao đi, mau lên. Vô nhà bếp đi. Đi thôi, ăn bánh bao. Mau lên. Thiếu phủ. Bà. Coi chừng đó. Hả? Coi kìa. Bà quên đem theo dao kìa. Nè, đa tạ nha. Lợi hại quá à. Hay thiệt ha. Ông bà giỏi quá đi. Ngươi tưởng ta là ai hả? Mình đối đấu với bà, trao đổi nha. Đối với ông.
tới đi. Đi, đi thôi. Đây, đi. Hay á, mau lên, mau lên. Ngươi tưởng bọn ta là ai? Đánh chết cho ngươi. À, chúc mừng, chúc mừng. Quang Ngân, Quang Ngân. À, chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong, mời vào trong. À, Quang Ngân, Quang Ngân. Mời vào. Lại bộ đại nhân tới. À, xin chào, Quang Ngân, Quang Ngân. Quang Ngân. Chúc mừng, chúc mừng. Trần Viên Hoài tới rồi. Mau tiếp đãi đi. Lý đại nhân tới. Chúc mừng. À, Quang Ngân, Quang Ngân. Quang Ngân. À, mời vào, mời vào. À, chúc mừng, chúc mừng. À, đa tạ, đa tạ. Chúc mừng, đa tạ. Chúc mừng, đa tạ, đa tạ. Đa tạ nghe, đa tạ, đa tạ. À, Quang Ngân, Quang Ngân. Quang Ngân. Tiểu sư phụ vất vả rồi. Ê, tiền bối, sao người tới đây vậy? Ta tới đây thăm nhị mau, cũng đặc biệt tới đa tạ tiểu sư phụ. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tiền bối đã gặp thiếu đà chủ chưa? À, ta nghĩ tiểu sư phụ đã giấu gia đống ở thiệu phủ rồi phải không? Thiếu đà chủ đang chăm sóc cho bạch ban chủ bị thương. Hả? Bạch ban chủ cũng trốn ở thiệu phủ sao? Không chỉ có bạch ban chủ, trẻ mồ côi, gánh hát thiên địa hội đều ở thiệu phủ. À, tiểu sư phụ đúng là dày công vất vả rồi, lão hữu vô cùng cảm kích. Tiền bối, người quá khen rồi, thiết bưu làm gì có bản lĩnh đó, đều là do cả nhà của thiệu đại nhân sắp xếp đó. Hả? À, vậy tiểu sư phụ, theo như cậu thấy, thiệu đại nhân là người như thế nào? Tiền bối à, trong đời người gặp vô số người, đệ tử không dám lộ mạng trước mặt của người. Thiệu đại nhân là người như thế nào, chắc chắn người nhìn rõ hơn và chính xác hơn là đệ tử nhìn mà. Nếu vậy, tiểu sư phụ có thể đưa lão hữu đi bái kiến một chút thiệu công tử và thiệu phu nhân không? Tiền bối, xin đợi một lát. Đệ tử nghĩ món đồ này đã tới lúc đưa lại cho người rồi. Hả? Nè, ông làm sao vậy? Tôi vừa mới gặp Lỗ tiên sinh. Ai? Sư phụ của tổng đà chủ Lỗ Bác. Sao ổng lại tới thiệu phủ chứ? Tương thân Dương phủ. Ta dạy mi sao không hót? Mà hót đi, hót đi chứ. Nè, không chịu hót sao? Hót đi. Hót đi. Có chuyện gì? Hồi bẩm bối lạc gia, nhà thiệu đại nhân có người võ nghệ cao cường, nhưng mà không phải là trẻ con và nam nhân, mà là một đôi vợ chồng già. Là người già sao? Còn là một đôi nữa. Phải đó, bối lạc gia, chúng tôi đã so tài mười mấy hiệp, bại trận mà về nè. Có phải người muốn nói với ta
Cả người cố ý thua trận bỏ về chứ. Không phải. Được rồi, bây giờ đã biết Thiệu Chính không phải là người tầm thường rồi. Gọi Tử Lân Thượng Nhân tới cho ta đi, mau lên. Bối Lạc Gia, người muốn tôi phải khó xử sao? Vậy Tử Lân Thượng Nhân có thể nghe lời tôi hả? Đem theo một vài thổi vàng, hắn sẽ ngoan ngoãn theo người về thôi. Mời hai vị đứng lên, vào trong nói chuyện. Tổng đà chủ Trần Cận Nam bị kẻ gian hãm hại. Bây giờ do Trần Gia Đống con trai của tổng đà chủ đảm nhận vị trí thiếu đà chủ. Lão sư, năm đó do tôi say rượu làm hư việc, gây ra chuyện lớn, bị đuổi khỏi Thiên Địa Hội. Hai vợ chồng già chúng tôi lang bạc giang hồ mấy chục năm qua. Chỉ có một thứ, tấm lệnh bài này vẫn luôn trên người của tôi, chưa từng rời xa tôi. Thấy bảo bối nhị lão một lòng trung thành, lão hủ mong hai vị có thể tiếp tục bảo vệ thiếu đà chủ Trần Gia Đông. Tôi... Ba thước trên đầu có thần linh, trên trời thấy bảo bối nhị lão chúng tôi. Mấy mươi năm trong đời, hối hận không kịp. Còn thẹn với Trần Tổng Đà Chủ của Thiên Địa Hội, thẹn với các anh hùng của Thiên Địa Hội. Con mang tội lỗi trên người, cảm tạ trời xanh. Cảm tạ trời xanh đã đem thiếu đà chủ giao phó cho con. Con xin thề với trời, đời này con sống vì Thiên Địa Hội, chết cũng sẽ vì Thiên Địa Hội mà chết. Con xin thề sẽ bảo vệ thiếu đà chủ, đi theo thiếu đà chủ hoàn thành đại nghiệp. Thiệu đại nhân xin dừng bước. Cho hỏi cầu danh quý tính của tiên sinh. Lão hủ họ Lỗ tên Bắc. Ông chính là lão sư của Trần Cận Nam, tổng đà chủ Thiên Địa Hội, Lỗ Bắc Lỗ tiên sinh à? Chính là lão hủ. Không biết tiên sinh đêm khuya tới đây có chuyện gì chỉ giáo? Lão hủ có chuyện này muốn bàn bạc với Thiệu đại nhân. Tiên sinh, ở đây không tiện nói chuyện, mời tiên sinh theo ta. Thiệu đại nhân, mời. Mời. Lỗ tiên sinh, ông chính là khâm phạm triều đình đang bị truy bắt, lại dám xông vào phủ của hình bộ. Vậy ông không sợ tôi bắt giao cho triều đình sao? Thiệu đại nhân thật biết nói đùa. Người như ngài ở trong triều nhà Thanh trên dưới là người có tiếng liêm chính, thanh liêm ai ai cũng biết. Ai mà tin trong phủ của ngài có che giấu khâm phạm của Thiên Địa Hội chứ, hả? Lời tiên sinh nói cũng đúng. Không biết đêm khuya tiên sinh tới đây có gì chỉ giáo? Thiệu đại nhân, hôm trước ngày cứu nhị mau của tôi, lão hủ vô cùng cảm kích, không biết phải nói như thế nào.
Tục ngữ nói lòng biết ơn không thể diễn tả bằng lời, mà còn ý của ngày sau. Sao dám nói hai chữ chỉ giao? Thiệu đại nhân thật không dám giấu ngài. Lần này lão hữu tới, ngoài việc muốn nói lời đa tạ Thiệu đại nhân ra, thực ra chỉ còn có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. À, tiên sinh không cần khách sáo, có gì nói thẳng. Nếu như bổn quan có khả năng giúp, nhất định sẽ giúp. Người giỏi lắm. Người không nói có phải không? Ta nói người biết. Nếu người còn không chịu nói, trời sáng ta sẽ quăng người xuống hào ở ngoài thành. Người có tin không? Không hả? Lão hủ thay mặt tổng đà chủ nói lời đa tạ Thiệu đại nhân. Đợi sóng gió qua rồi, tôi sẽ đưa nhị mau rời khỏi đây. À, bỏ đi bỏ đi. Bổn quan cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà bổn quan cũng có một chuyện không hiểu, xin được nói thẳng. Mời nói. Thứ cho bổn quan ngu dốt. Tiên sinh đây có tầm nhìn xa trông rộng, cũng có tài năng xuất chúng. Nếu như có thể phục vụ cho triều đình là niềm vinh hạnh của bá tính và triều thanh. Thiên địa hội ra tới nông nổi như ngày hôm nay, đó là vì cái gì? Ai dám chắc chắn thiên tử mà giờ các người đang ủng hộ đó nhất định sẽ cai trị tốt đất nước này chứ? Đúng vậy. Trước giờ lão hủ vẫn đang suy nghĩ tất cả những hành vi của thiên địa hội rốt cuộc là vì cái gì. Tiên sinh có kết luận không? Lão hủ cho rằng kẻ chúng tôi phản lại là tham quan ô lại. Chẳng lẽ Thiệu đại nhân cũng không cảm thấy tham quan ô lại sẽ trở thành một mối họa phá hủy trường cột quốc gia hay sao? Dám hỏi tiên sinh, triều đình mà ông đang cứu cũng không có mối mọt hay sao? Tham quan ô lại trong triều đại nào cũng đều sinh sôi, nhưng mà bán nước cầu dinh là điều xấu hổ nhất. Lời của tiên sinh chắc ám chỉ điều gì khác. Tuyệt đối không nói bóng gió. Tôi nghĩ Thiệu đại nhân trong lòng cũng biết rõ. Xin tiên sinh nói rõ. Thiệu đại nhân, mời đại nhân coi. Đây là cái gì? Bản đồ bờ biển. Sao lại ở trong tay của tiên sinh? Đây là người của thiên địa hội đã liệu chết giành nó lại từ trong tay của người Nhật. Tại sao nó lại rơi vào tay của người Nhật? Hoàng thân quốc thích, bán nước cầu dinh. Bổn quan xưa nay đối với tham quan ô lại tuyệt đối không tha thứ. Kẻ cấu kết với lại người Tây Dương, người Nhật Bản phản bội đất nước, bán nước cầu dinh, không biết xấu hổ, càng khiến cho ta hận tới thấu xương. Ta luôn nén giận không lên tiếng chính là vì muốn tìm ra chứng cứ. Bây giờ chứng cứ trong tay, mặc kệ hắn là hoàng thân quốc thích, bổn quan nhất định sẽ điều tra được tội nhân hủy diệt nhà Thanh. Tốt, hiếm khi lão hủ với Thiệu đại nhân ý hợp tâm đầu. Đợi tới lúc Thiệu đại nhân hành động, lão hủ dẫn dắt thiên địa hội trợ giúp cho ngài một tay. Dương Nhi, coi nè, dọn qua đây đi. Đã dọn xong chưa? Để chứ dù ta. Sao cũng phải thẳng hàng đó nha. Đằng đó còn chưa ngay kịp, sửa lại đi. Phải sắp lại cho thẳng hàng. À, biết rồi. Đều sắp xong rồi, phải sắp lại cho thẳng hàng nha. Để coi lại thử. Cái kia chưa thẳng hàng kìa. Ê, bên này, bên này. Ê, bên kia cũng phải thẳng hàng nữa. Đi đây. Ở phía sau kìa. Ờ, đúng rồi đó. Phụ khiên cái này qua đây. Cái này được chưa? Được rồi ha. Chỗ này. Nè, phụ một tay đi. Ờ, đúng rồi, để ở đây nè. Ê, Bảo Gia Gia. Bảo Gia Gia, cẩn thận. Không sao chứ? Hey, không vấn đề. Ui, đưa đây. Còn đinh nữa. Dạ. Wow.
của đâu. Nè, trả búa cho cậu. À, được lắm nha. Thật tốt quá. Phải nhìn đẹp lắm ha. Đẹp lắm nha. Người nói lại một lần nữa coi. Rồi rõ một chút. À, người nói mau đi. Cái thằng khốn kiếp này. Người nói khùng nói điên có mấy câu mà nói không rõ được sao hả? À, bôi lạc da. Cầm lấy. Những lời người nói lúc nãy nói lại cho ta nghe đi. Ban chủ tên Bạch Hạt Lĩnh, Đỗ Lão Đại, Thiên Hồng, Đinh Đại, Đinh Tiểu đều là trẻ mồ côi của Thiên Địa Hội. Còn gì nữa? Còn có một người mới tới tên Nhị Mao. Đó chính là thiếu đà chủ của Thiên Địa Hội, tên là Trần Gia Đống. Ê, hey, ngươi qua đây. Ê, ừ, Dương gia. Đi, tìm cái thứ vô dụng đó về cho ta, nhanh lên. Dạ. Tôi biết rồi. Bố Lật gia, Bố Lật gia, Dương gia mời ngài về thư phòng. Ta biết rồi. Lập tức đưa nó về gánh hát. Nếu ngươi còn dám đánh nó nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Dạ. Hai nhi thỉnh ăn A Mã. Chúc A Mã phúc như đồng hải, thọ tỷ năm sinh. Được rồi. A Mã, tại sao A Mã lại lo lắng như vậy? Hey, xảy ra chuyện lớn rồi. A Mã đừng sốt ruột, ngồi xuống từ từ nói. Hình bộ Thiệu Chính viết sớ trình lên hoàng thượng, nói ta cấu kết ngoại quốc bán bản đồ bờ biển cho người Nhật Bản. Làm sao A Mã biết? Người trong coi sổ sách diệt quân phái người đưa tới cho ta lời nhắn, nên ta mới lo lắng như vậy nè. A Mã, vậy phải làm sao đi? Chuyện này giấu được một lúc không giấu được cả đời, kéo dài tuyệt đối không phải là kế lâu dài. A Mã, vậy là người cũng dân sớ nói Thiệu Chính đã cấu kết với Thiên Địa Hội chứa chấp trọng phạm của triều đình. Trời ơi, còn nghiêm túc một chút đi được không hả? Hả? Chuyện này vô cùng quan trọng, ta không có thời gian đùa với con đâu. A Mã, lời của Hài Nhi không phải nói đùa đâu. Hả? Hài Nhi đã âm thầm điều tra nhiều ngày, phát hiện con của Trần Cận Nam Thiên Địa Hội và trẻ mồ côi của người Thiên Địa Hội đều ẩn náu trong phủ Thiệu Chính. A Mã, người dân sớ cho thánh thượng cho con dẫn quân lập tức bắt chúng về quy án. A Mã, cầm lấy mật hàm của A Mã, mau tới Lam Kỳ doanh điều quân, diệt trừ toàn bộ nghịch tặc của Thiên Địa Hội và Thiệu Chính, giết không tha, không chừa ai. Nhưng mà A Mã, chuyện này vô cùng hệ trọng, nếu như không tấu trước thì phải hành động ngay, không được chậm trễ. Chuyện này chỉ có thể chém trước tấu sau. Nào, xin mời, xin mời. Chúc mừng nha. Chúng ta cạn đi. Hay, hay lắm. Hay, hay, hay. Hay.
Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay quá. Hay lắm, hay lắm. Đem thẻ tre ra trên phố, một phố hai hẻm dễ buôn bán. Cũng có mua, cũng có bán, cũng có cái này ngụy trang và chiêu bài vàng, chiêu bài bạc, trong trong ngoài ngoài treo nha. Ê, họ đang nói cái gì vậy? Thì cứ nghe đi rồi sẽ biết. Hay quá, quá xuất sắc. Chiêu bài vàng, chiêu bài bạc, trong trong ngoài ngoài treo đi ra. Bên này viết đặc biệt giảm giá còn tặng màu, bên kia viết tặng thêm một ngày mong mong tới. Quên mình cũng chơi lão lão đại hát nghe cũng hay thiệt đó. Không phải, giữa lão đại và Đinh đại không ổn. Ngươi coi thiên hồng kìa. Ông phát tài ta cũng được nhờ, người đi qua đường đều ghé lại. Hay quá, hay quá. Một bái quân, hai bái thần, ba bái trưởng quầy đại lượng nhân, nhân lượng đại, thái lượng hai. Lưu bị lão chú ngồi ở tay suy ngồi xuống hái lưu bị. Kìa thần hộ giá, ba ngàn tuổi, người vừa cao, người vừa lớn, đầu báo lưu mắt tròn và phổ thông. Hay lắm, hay lắm, hay. Đúng là hay thiệt chứ. Ông phát tài ta cũng được nhờ, người đi đường. Lão gia, ngoài cửa có một đám người, dẫn đầu là Bối Lạc gia Dận Kiệt, dường như không có ý tốt. Đã biết rồi. Ông thân là trọng thần của triều đình, dám thông đồng với thiên địa hội, chứa chấp nghịch tặc và khâm phạm triều đình tróc nã, vậy đáng tội gì? Ngươi chỉ là Bối Lạc gia nhỏ bé mà dám coi thường luật lệ nhà Thanh, tự dẫn quân binh xông vào phủ hình bộ, vậy ngươi đáng tội gì? Thiệu chính, ông hãy mau giao dương nghiệp của thiên địa hội và khâm phạm của triều đình ra đây cho ta, nếu không giết không cần hỏi. Không có thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi đừng hòng tiến vào cửa chính dù chỉ nửa bước. Đóng cửa. Lục soát cho kỹ, không chừa một ai. Dạ. Giết tất cả cho ta. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chạy đi. Chạy đi tìm Thượng Dương, tôi đi tìm Thiếu Đại Chủ. Được. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Đinh Đại Thiên Hậu, mau xuống đây. Chạy mau. Ở bên này nè. Dương Nhi. Nhi mau. Nhi mau. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy mau đi. Chạy đi.
Chạy đi, chạy đi. Bên này nè, bên này. Chạy đi. Lại. À, mau chạy đi, mau chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Dương Nhi. Chạy bố, chạy bố. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Ta liều mạng với các ngươi. Mau chạy đi. Hoàng thân quốc thích, bán nước cầu dinh. Ta nhất định sẽ điều tra ra tội nhân hủy diệt nhà Thanh. Thiệu phủ có cửa nào thông ra bên ngoài không? Ngoài cửa chính ra không còn cửa nào khác. Được, vậy cô bảo vệ mấy đứa trẻ đi. Được. Đừng sợ. Mau lục soát. Dạ. Các vị, chuyện của ngày hôm nay liên lụy tới mọi người rồi. Xin nhận của Thiệu Chính Mục lại. Lão gia, đừng làm vậy mà. Chúng tiểu nhân theo lão gia nhiều năm, chết cũng không hối tiếc. Chúng tôi chết cũng không hối tiếc. Hôm nay Thiệu phủ ta gặp đại nạn này, sợ sẽ khó tránh khỏi cái chết. Thiệu Chính ta cũng không có gì báo đáp. Một ít bạc này các người mau đem hết đi, mau chóng bỏ trốn. Phải nhớ, có thể chạy được bao xa cứ chạy. Sau này đừng nhắc tới bất cứ ai các ngươi từng là người của Thiệu phủ. Thiệu Lương, dẫn mọi người mau chạy đi, nếu không chạy thì sẽ không kịp nữa đâu. Bảo trọng. Ra ngoài cửa chính coi thử, đó là đường lui duy nhất của chúng ta. Tôi hiểu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiền bối, nếu như không ổn, chúng ta từ trong này xông ra. Cậu có chắc qua được không? Chỉ cần quân Thanh chưa chi viện thì chúng ta có thể xông ra ngoài. Vậy cậu bảo vệ đám trẻ đi, đợi Bạch Bang chủ trở về rồi quyết định. Được. Làm hư cửa sổ nhà ta, còn muốn chạy? Ngươi! Bên ngoài thế nào rồi? Bên ngoài đều là quân Thanh, vốn không thể ra được. Thiết Bưu, phòng chế độ phía sau nhà bếp có cửa sổ, chúng ta có thể bò ra từ đó. Được, mọi người dẫn tôi nhỏ di chuyển tới chỗ đó đi. Được, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Được rồi. Lục soát kỹ cho ta. Sao vậy Dương Nhi? Thiệu Dương, sao huynh lại không đi vậy? Cha đâu? Cha đệ đâu? Có ai thấy cha của ta không? Dương Nhi, cha võ công cao cường sẽ không có gì đâu. Giờ trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ bản thân, nhanh chóng tìm nơi để ẩn nấp. Đệ biết mình nên làm thế nào mà. Đệ, quan trọng là đệ rất muốn biết cha đang ở đâu. Thiệu Dương, huynh có còn nhớ không? Huynh đã từng nói với ta là suốt đời này sẽ cùng sinh cùng tử với ta, có phước cùng hưởng, có quả cùng gánh. Ta muốn cha của ta. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Đi theo ta, bên này. Ta đây cả chúng, cậu đi trước đi. Yeah.
Bạch Bang chủ, người thả tôi xuống đi, tôi không la nữa. Kiểm tra lại mau, còn thiếu ai? Còn thiếu Đinh Đại, Đinh Tiểu. Với lại Bảo Gia Gia, Bối Bà Bà, còn có Thiết Bưu đều không có. Như vậy đi, ông dẫn đám trẻ tới chỗ mà trước đây ông nói. Tôi đi tìm Đinh Đại, Đinh Tiểu. Phải nhớ khi nào gặp được Thiết Bưu mới đưa đám trẻ ra ngoài. Được. Đi mau, đi. Tiên sinh đi chuyến này, nếu có thể đưa cha đệ trở về thì tốt biết bao. Đi. Đứng lại. Tiên bối. Đi, nhanh lên. Bạch Ban chủ, không thể qua bên nhà bếp rồi, chúng ta phải ở chỗ này rời khỏi thiệu phủ rồi tính. Được. Lên. Mau. Mau lên. Ta phải đi tìm một cái xe để nhớ phải chăm sóc mọi người đó. Được. No. Tiểu Dương, tới huynh đó. Được. Bạch Bang chủ. Cha. Trời, cha không sao chứ? Không sao. Bạch Bang chủ, ông làm ơn mau đưa bọn trẻ đi trước, một lát nữa ta sẽ tới. Cha, muốn đi thì cùng đi. Đúng vậy. Dương Nhi, con đưa Dương Nhi đi trước đi, cha vào thư phòng lấy đồ sẽ lập tức ra ngay. Cha. Dương Nhi, nghe lời đi. Để tỷ đi tìm cha, để với Bạch Ban chủ đi mau đi, để có nghe không? Để phải đi bảo vệ cha. Nghe lời đi, tỷ đi tìm cha, đi theo Ban chủ ngay, đi mau. Cứu dân. Đi. Lão nàng, ngươi làm gì vậy? Ta giúp huynh. Tại hạ là Thiết Bưu, bạn của Tiểu Cao, mượn xe có việc cần, hôm khác tạ lỗi. Tiên sinh. Sư phụ. Tiên sinh. Sư phụ. Đi chỗ này. Được. Nhé. Mau đi. Lên. Tiên sinh, chúng ta đi. Đi thôi. Thiệu đại nhân. Thiệu đại nhân. Vào lúc này mà đại nhân chạy tới thư phòng để lấy bảo bối gì đây? Đừng nói là món đồ ngày đêm ta mơ tưởng đang ở trong tay của đại nhân nha. Đại nhân, đưa thứ đó lại cho ta ngay. Ngươi đừng hòng. Thiệu đại nhân, gia phụ niệm tình ông Thanh Liêm, nói chỉ cần ông chịu giao đồ ra sẽ không làm khó ông. Chuyện ông chứa chấp thiên địa hội cũng có thể không nhắc tới. Xưa nay bổn quan coi kẻ bán nước cầu dinh với loài cầm thú, hôm nay làm sao có thể chung hàng với loài cầm thú.
Bà không sao chứ? Tôi không sao, đừng để ý tới tôi. Đánh! Đánh! Đừng lên hấp chiến, đi tìm thú dân. Được. Hãy cho tên Thiệu Chính phách lối. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người muốn chết thật sao? Con mau vào trong để bọn ta ngăn chúng. Được. Chết. Muốn chết sao? Mau đi tìm cha con, ta sẽ ngăn cản chúng. Được. Các người lên đi. Lên cho ta. Cha có sao không cha? Đỡ cha vậy. Dạ được. Cha. Dân Nhi, con giữ kỹ thứ này. Phải nhớ, nhất định phải đưa tận tay
giao cho Lỗ Bác Lỗ tiên sinh. Dạ. Dân Nhi nhất định sẽ làm. Cha. Cha ơi. Cha. Dân Nhi, con đừng quá đau lòng. Kể từ ngày hôm đó, lúc đón Bạch Ban Chủ vào thiêu phủ, thì cha đã biết sẽ có ngày hôm nay. Thật không ngờ Dân Kiệt lại ra tay nhanh như vậy. Cha, người hồ đồ rồi. Vậy tại sao cha lại cho họ tới đây? Tại sao lại cho họ tới đây vậy? Dân Nhi, con vẫn không hiểu đạo nghĩa triều đình khó vẹn toàn. Không. Đi rồi, coi như cũng khỏe. Không. Đợi sau này con lớn khôn sẽ hiểu thôi. Dân Nhi. Cha. Cha có lỗi với con. Không thể để Dương Nhi lớn khùng đã giao nó cho con rồi. Dương Nhi. Dương Nhi nghe. Con hứa với cha nhất định phải cho nhà họ Thiệu chúng ta có người nối dõi. Cha, cha yên tâm đi. Dân Nhi sống là người nhà họ Thiệu, chết là ma nhà họ Thiệu. Chỉ cần Dân Nhi còn sống, nhất định không để Dân Nhi chịu khổ đâu. Cha! Cha ơi! Cha, cha không thể bỏ chúng con lại. Cha. Lão già kia muốn xuống Hoàng Tuyền sao? Ta tiễn hai người. Ông đưa túi dần đi mau. Được. Đi mau lên, đại nhân, đi mau lên. Không. Thiệu đại nhân, tấm lòng của ngài, Thiệu Bảo, Thái Thiên Địa Hội, đa tạ ngài. Đi mau lên. Mau lên đi. Bố mối, đi thôi. Được. Đi mau. Thiệu Dương đâu? Sao không thấy Thiệu Dương đâu hết vậy? Dương Nhi không đi chung với mọi người sao? Hả? Thiệu Dương. Ô nè, Tú Dân, Tiểu Bối, mọi người đi trước đi. Các vị, nhờ các vị bảo vệ cho đám trẻ, tôi đi giúp cho Thiết Bưu một tay. Chúng ta gặp lại sau. Được.
Đi. 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 Chúng ta đi, mau lên. Quảng sinh đường. Cổ chi dục minh, minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm, dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả. Tiên trí kỳ tri, trí tri tại cách vật, vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu tề gia, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Cha, hại nhi đọc xong rồi, xin cha chỉ chỗ sai. Dương Nhi ngoan, hôm nay Dương Nhi học thuộc rất tốt, cha đều nghe thấy hết rồi. Dương Nhi, Dương Nhi, bọn chúng sẽ trở lại đó, chúng ta phải đi thôi, nếu như không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Dương Nhi, để không đi, để phải ở lại đây với cha. Dương Nhi ngoan, đi đi. Đi thôi. Để không đi. Để không đi. Để phải ở lại đây với cha. Hai người đừng qua đây. Cũng tại các người,
người đi đi. Đi hết đi. Ta hận các người. Đi thôi, đưa Thiệu đại nhân đi cùng với chúng ta. Thiệu đại nhân là một vị quan tốt dinh dự cho nhà Thanh. Lỗ Bác gặp tri kỷ như vậy không hối tiếc. Thiệu đại nhân vì cơ nghiệp của triều nhà Thanh, vì trẻ mồ côi của Thiên Địa Hội xả thân cứu giúp, Lỗ Bác và Thiên Địa Hội cả đời không quên. Lỗ Bác tuân theo di chúc của Thiệu đại nhân, coi Thiệu Dương như con mình, cả đời không hối. Kính xin Thiệu đại nhân yên tâm mà đi. Yeah.